Rồi, xin chào anh em. Tiếp tục là mình lên chứ mấy anh em một cái cây trắc tiếp hay là một cốt. Mình tính nó là cho nó là 6 thân nhưng mà 4 thân chính và hai thân nhỏ nhỏ, anh em nào thích cắt bớt một thân. Thí dụ như cái thân này, tôi phải cắt bớt cái thân này cũng được. Cái thân này nó đang không hay nè, cắt bớt ha. Đây, cái thân này đi để cho nó được mấy anh em mình nhìn thấy là nó sẽ có được cái mặt tiền và rất là dễ thương ha. Như vậy là cây này đúng là một cốt năm thân, giống như một cái bàn tay ha, rất là thú vị nè. Anh em nào thích cái cây này, cái tác phẩm này thì liên hệ vào bên Sai VN. Rất là to mấy anh em, cây này rất là to, hơi nhỏ đó. Cốt cho mấy anh em xem luôn ha. Cốt 57 nha mấy anh em. 57 nè. 57. Chiều cao của nó nè, treo là gần 40 50 nha mấy anh em. Xếp trong chậu bonsai, chậu này thì 40 dưới ngang 20. Thì cái cây này rất là dễ thương. Cái cây này là một cái cụm rừng cốt rất là đẹp, tán tán ra hết, nứt hết. Giờ mình lặt cái không cần thiết, chúng ta nhìn nó kỹ hơn. Chúng ta chơi là không phải kỹ mà nè, kỹ à, mình nhìn thấy không? Cái tác phẩm trắc rất là dễ thương, bởi đế nó có hết nha mình, để rễ nó cuồn cuộn luôn nè, để rễ nó cuồn cuộn, đeo rất là đẹp nha em. Mặt đây là mặt lụa cốt của nó luôn nè. Mình chỉ quê mình chỉ thổi sơ để mấy anh em mình thấy được cái bộ lụa đẹp của nó, mình không làm ra hết nát cái góc nó hư uổng mấy anh em. Đấy anh em thấy không, mặt lụa nó nguyên một cái thân cốt như thế này. Thì bên em mình vừa làm ra, anh em nào thích á, bắt đầu về nhà sau này thời gian á, mình đục, mình lấy đâu mình đục nhẹ nhàng ra đây là nó lòi cái lớp lũa ra đây, thì vô đây mình view một cái bờ lũa hết rễ nó đây. Còn mình đang ép bonsai để một số anh em mình nhìn phù hợp với là cái chậu nào đó, mấy anh em mình về vô cái chậu này cũng để là chậu gốm rồi, thì mình về mình vô một cái chậu khác. Anh em nào thấy cái cụm rừng này thích thì anh em liên hệ cho bonsai VN, số điện thoại Zalo là 0932411987 mấy anh em. Đây là mặt sau, đây là mặt sau của nó nè. Chỉ đỉnh của nó trên kia cái máy quay này là nó không, bây giờ mình sẽ dỡ lên ở đây để chỉ đỉnh của nó nè, quay một vòng mấy anh em xem. Thấy có mặt tiền mặt hậu luôn hết. Thì bên trong giữa của nó lũa nằm trong giữa, thì bây giờ mình xích tới để mình quay cho mấy anh em xem là cái cái lũa của nó như thế nào và nó trước cái nước này luôn nè. Như vậy thì dù như cái lũa này có chứa nước thì trường hợp mà chúng ta quên chứa nước 1-2 ngày không sao cả mấy anh em ạ. Nhưng cái mặt cắt này là cắt mình tiền rồi. Dễ thương, anh em mình xem ân ý thì inbox về bonsai VN nha. Mình vô liều cái cây này. Đây, đèn chi nó đây. Anh em quay ở một cái chế độ là chuẩn nhất để mấy anh em mình nhìn cho nó rõ khi mà mình giao dịch cái cây này. Trời, cảm ơn mấy anh em rất là nhiều. Cái gì mấy anh em cần liên hệ với bên Sai VN, số điện thoại Zalo 0932411987. Mình sẽ giao lưu cái phần trắc cụm rừng một cốt năm thân này. Cảm ơn mấy anh em.